Dạ vâng em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay tụi em lại có một số mặt hàng lan rừng chúng tôi bán chia sẻ với các bác Hiệu Phong Lan với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Trước tiên thì em xin điểm qua những cái dòng lan của nhân đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng. Hàng hôm nay cập bến rất là nhiều và giá cả thì cực kỳ là hợp lý các bác nhé. Em có kiếm hội này 50.000 đồng một cân, giáng hương đuôi cáo này, kiều tím miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Hàng thì cực kỳ đẹp và đang có ngồm hoa, một số đang có ngồm hoa này. Đấy. Thứ tư là địa lan Mạc Xuân này, thứ năm là hoàng thảo long nhán, thứ sáu là hoàng lạp. Hoàng thảo long nhán rất là nhiều các bác nhé. Sáu là hoàng lạp này, thứ bảy là vẩy rồng, thứ tám là lan cẩm cù, thứ 9 là em có cái gì nhỉ, bên kia là có đùi gà tròn, có một dề đột biến trắng và có mấy cúc nguyên bản, và em có những cái dề kiếm khủng các bác nhé. Mấy cái dề này đi các bác lấy đi chấn vườn là quá là tuyệt vời. Đấy, đã chơi thì phải chơi hàng khủng luôn cho nó đẹp vườn các bác ạ. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Em tên là Toàn, em ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Và cái số này thì em cũng dùng cả Zalo luôn, nên các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em để được đặt hàng. Em nhận ship hàng toàn quốc. Ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, nên em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng luôn. Đầu tiên em có rêu rừng bản em này. Các bác trồng lan thì không thể thiếu cái món rêu rừng này được, vì cái này là nó giữ ẩm cho cây lan phát triển nhanh hơn và tạo cái thẩm mỹ cho cái chậu lan của mình. Đấy. Đây các bác mua khoảng một cân rêu là đi mình úp vào chậu nhìn sẽ rất là đẹp các bác nhé. Và một cân rêu thì được rất là nhiều, đóng vào trong thùng là còn đảm bảo cây lan nó tốt hơn nữa, vì cái rêu này nó rất là bồng bềnh xốp này này. Đấy. Đấy, kèm theo lan là cây lan nó sẽ đảm bảo hơn. 50.000 đồng một cân cho rêu rừng các bác nhé. Tiếp theo là em có hoàng thảo long nhán này. Hoàng thảo long nhán thì em cũng bán là 50.000 đồng một cân. Hàng thì dân lấy về cho rất là nhiều, cực kỳ đẹp, xanh mơn mởn luôn các bác ạ. Giá cả thì hợp lý. Em đảm bảo với các bác là không có cái shop nào ở trên thị trường là bán rẻ như shop em rồi. Em bán giá thì cực kỳ bình dân, để cho các bác chơi lan ai cũng có thể chơi được. Đấy. 50.000 đồng 1 kg cho hoàng thảo long nhán, số lượng có rất là nhiều. Khoảng 50 cân các bác nhé. Cái dòng này thì hoa nó cực kỳ đẹp. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Đây các bác ạ, đây là hoa của hoàng thảo long nhán đây. Nó màu vàng cam, họng nhung đen rất là đẹp và cái dòng này hoa cực kỳ thơm. Đặc biệt nhất là nó rất là sai hoa đây các bác ạ, sai hoa lắm. Đây. Đây, quá là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Bây giờ đang là mùa hoa rồi, tuy nhiên là người dân nó vận chuyển từ rừng về thì nó bị dập hoa. Đây đi các bác làm giống để năm sau các bác nhá. Đây các bác ạ, đang có ngùng có hoa rồi nhưng mà vì người dân nó vận chuyển từ rừng về thì nó bị hỏng. Nói chung là vách đá treo leo thì mang về được như vậy là quá là tuyệt vời rồi. Nhưng hoa thì không thể giữ được từ trên rừng các bác nhé. Tiếp theo thì em có kiếm lô hội này. Kiếm lô hội là em bán là 50.000 đồng một cân. Hàng thì gọi là xanh mơn mởn luôn, cực kỳ đẹp. Và giá cả thì bình dân, chỉ có 50.000 đồng một cân. Đây. Hàng rất là đẹp các bác nhé. Cái dòng này thì mật hoa nó rất là phong phú. Đây, có mấy cái rể bên kia thì bây giờ đang có hoa này. Lát em sẽ giới thiệu ở những cái hình sau. 50.000 đồng một cân. Tiếp theo đại lan. Đại lan là cái dòng này là dòng lan to nhất Việt Nam rồi các bác ạ. Không có cái dòng lan nào mà nó to như vậy nữa các bác nhé. Có cây to nhất thì nó rơi vào khoảng 6-7 cân, nhưng cái cây này nó tầm khoảng
một cân thôi đấy. Em bán là 50.000 đồng một cân cho đại lan. Tiếp theo là em có kiều tím miền Trung, hay thường gọi là kiều hồng, một trong những dòng lan đẹp đáng để chơi, đẹp cả thân lá và cả hoa các bác nhé. Số lượng hàng thì ban nãy là em vừa cập bến, số lượng hàng có khoảng 30 kg. Hàng thì cực kỳ đẹp rồi đây. Đây các bác ạ, thân ngắn thân dài đầy đủ đây. Hàng quá là đẹp tuyệt vời. Đây, lô hàng như này là không thể chê vào đâu được rồi các bác nhé. Em bán là 380.000 đồng một cân. Cái dòng này thì nó đẹp nhất trong tất cả các loại kiều. Kiều thì nó có nhiều loại nhưng mà kiều tím là nó đẹp nhất. Và hoa của nó thì đây các bác ạ, một số cây thì đang có bông hoa đây. Đây là nó chưa nở đâu các bác nhé. Đây là nguyên một cái rề. Đây các bác nào lấy rề này thì bảo em cân lên, em bán theo cân thôi, chứ em không tính rề cho các bác nữa. Đây. Cái rề này chắc khoảng gần 2 cân đấy các bác ạ. Cân rưỡi tầm đấy. À, em bán 380.000 đồng một cân các bác nhé. Nếu mà lấy số lượng nhiều thì em sẽ giảm cho các bác. Còn lấy lẻ tẻ một cân thì em sẽ bán là 380.000 một kg. Tiếp theo thì em có giáng hương đôi cáo. Giáng hương đôi cáo thì lô này thì hàng thì cực kỳ đẹp. Xanh tươi mơn mởn và cây rất là đẹp đây. Cây to cây bé đầy đủ, em bán mã xô mà. Nó có vòng hoa này. Hàng như vậy là quá là tuyệt vời rồi. Không thể chê vào đâu được nữa các bác nhé. Những cái shop khác thì cũng bán hàng kg nhưng mà các bác cứ xem cái mặt hàng. Đây, mặt hàng từng shop khác nhau, nhiều chỗ là nó lọc ra lấy cây đẹp về bán rồi. Thì bây giờ em bán xô mà đồng đều hết, em bán là 220.000 đồng một cân. Em cứ bốc đều vào cho các bác. Em cũng không chọn lấy cây đẹp riêng đâu các bác nhé. Vì em mua với dân là em cũng mua hàng cân mà. Đấy. Hàng cây rất là đều, em bán là 220.000 đồng 1 kg. Cái dòng này thì đặc sản của các bằng chúng em đấy các bác ạ. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa nhé, vì nhiều bác là cũng chưa biết mặt hoa của giáng hương đôi cáo. Đây là hoa của giáng hương đôi cáo các bác ạ. Đây. Nó ra một cái vòi như là đuôi của con cáo vậy, màu tím hồng, rất là đẹp. Cái dòng cáo của các bằng là cáo núi đá nên là hoa nó sẽ tím, chủ yếu là nó tím như này này. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. 220.000 đồng 1 kg cho giá hương đôi cáo này. Ủa, cái vòi này xanh quá này, may mắn lại được cái cáo trắng này các bác nhé. Đấy là duyên của từng người thôi. Đấy. Còn cái vòi như này thì nó tím. Tiếp theo em có một ít lan hoàng thảo đùi gà tròn. Hoàng thảo đùi gà tròn thì em cũng có tầm khoảng 5-6 cân thôi, không có nhiều. Và thời điểm này thì bây giờ mầm gốc nó đang lên này. Đấy. Các bác lấy đi trồng là vào mùa này là hợp lý các bác nhé. Qua bên ngoài mưa to quá các bác ạ. Đây. Em bán là 200.000 đồng một cân. Số lượng hàng thì giới hạn thôi, không có nhiều. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của đùi gà tròn. Cái dòng này thì hoa đẹp lắm các bác ạ. Đây các bác ạ, đây là hoa của đùi gà tròn này, nó màu tím và họng nhung đen, rất là sai hoa. Cái dòng này thì em này, cái cúc này em cắt nguyên bản mua với dân từ rừng về này. Đấy, lúc đấy nở hoa là bay bét luôn các bác ạ, cực kỳ đẹp. Nếu mà có khoảng chục chậu ở trong vườn nở hoa như này thì quả là tuyệt vời các bác ạ. Đấy, các bác cứ trồng mỗi giò khoảng 1 cân thì sẽ đẹp như này này. Đấy. Đẹp quá các bác nhé. 200.000 đồng 1 cân cho đùi gà tròn. Tiếp theo là em có địa lan mạc xuân. Em có khoảng 7-8 cân thôi. Cái hàng dân bản địa đi tìm mà, nên là mỗi lần được một ít thôi, không qua trung gian, nên là hàng rất là xanh tươi đẹp và hàng đều đều. Đây. Cái dòng địa thì bây giờ em thấy là được rất là nhiều các nhà vườn chơi sưu tầm. Mặt bông của nó thì phong phú. Đây, em bây giờ thấy nhiều bác chơi va thì cũng chuyển sang dòng địa rồi. Cái dòng địa này thì chơi từ các thời
cha ông vua chúa ngày xưa rồi, chứ không phải là vừa mới chơi mới đây đâu các bác nhé. Bên Trung Quốc người ta chơi toàn chơi địa rất là nhiều. Đây là địa lan Mạc Xuân của vùng Cao Bằng chúng em luôn, bản địa luôn. Em bán giá cực kỳ hợp lý là 70.000 đồng một cân. Đấy, giá cả tận gốc không qua trung gian, 70.000 đồng một kg. Tiếp theo thì em có hoàng thảo hoàng lạp này. Em có hoàng lạp rất là đẹp các bác nhé. Đây, hàng thì em cũng bốc đều cho các bác, có cả rề có cả rơi, em sẽ lấy đều đều vào cho các bác. Em bán là 150.000 đồng một kg, số lượng hàng em có khoảng 30 kg. Cái dòng này thì hoa cực kỳ đẹp, rất là nổi luôn, vậy cực kỳ dễ trồng. Cái dòng này nó thân cứng mà nên là nó dễ trồng lắm các bác nhé, thân nó rất là khỏe khoắn. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của hoàng lạp. Cái tên rất là hay và hoa rất là đẹp các bác ạ. Đây các bác ạ, đây là hoa của hoàng lạp đây. Nó một màu vàng cam, rất là đẹp. Đó. Các bác nào chưa có thì nên sưu tầm. Và giá cả thì nó cũng thuộc dòng tầm trung thôi, không phải là cao các bác nhé. Chỉ có 150.000 đồng một cân. Mà các bác mua 2 cân là sẽ được một cái chậu nó đẹp như này này. Đó. 2 cân hoặc là mỗi chậu mình trồng 1 cân là cũng ok rồi các bác nhé. Mẹ hàng như này thì quá là đẹp rồi các bác nhé. Và thời điểm này nó đang lên mầm gốc này, thì các bác ghép mùa này là đúng mùa luôn đấy các bác ạ. Đẹp quá. 150.000 đồng 1 cân cho hoàng lạp các bác nhé. Tiếp theo em có lan vẩy rồng. Vẩy rồng hàng cũng rất là đẹp đây, rất là đẹp. Và số lượng em cũng chỉ có khoảng 5-6 cân thôi, không có nhiều. Em cứ lấy một loại một ít cho về bán cho nó phong phú ấy mà. Đây. Cái dòng vẩy rồng này thì hồi trước em có lên một cái bản là cái chỗ kia là nó ở đầu làng nên là không có người dám cắt, nên là nở hoa thì cực kỳ đẹp các bác ạ. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa các bác nhé. Và em bán 150.000 đồng một ký cho lan vẩy rồng. Đây các bác ạ, đây là hoa của lan vẩy rồng đấy. Nên là quay ở trên một cái khúc cây cổ thụ trên đầu làng, nở hoa là bè bét luôn các bác ạ, cực kỳ đẹp. Đây. Đẹp tuyệt vời các bác nhé. Cái lan vẩy rồng này nhìn vậy thôi chứ nở hoa là chỉ thấy mỗi hoa thôi, không thấy lá. Quá là tuyệt vời luôn. Này các bác ạ, đẹp chưa? Nhưng mà chặt cái khúc này về chấn vườn là nhìn rất là đẹp, như con rồng luôn. Quá đẹp tuyệt vời. Hàng thì rất là đẹp các bác nhé, 150.000 đồng một cân. Hàng như vậy là tuyệt vời lắm rồi này. Các bác ạ, này các bác có thể lấy kèm mỗi loại khoảng nửa cân hoặc là một cân để ghép cho đẹp vườn các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ đến với những cái phần lan em đã ghi giá cụ thể này. Đây có hai cái phần kiếm đang có hoa. Đầu tiên em có 3 phần lan cẩm cù. Lan cẩm cù của bản địa Cao Bằng chúng em luôn. Bây giờ đang có hoa các bác nhé. Hoa của cẩm cù là nó như là ngôi sao 5 cánh vậy này. Như vậy này các bác ạ, đây. 2, 4, 6 cánh các bác ạ. Nó có 6 cánh cơ. Nhìn như là một ngôi sao luôn. Em bán là 100.000 cho hình số 1 này. Đi các bác có thể leo vào cái cây ở trước nhà các bác nhé. Hoặc là mình trồng vào chậu cũng được. Trồng vào gỗ mình có thể leo vào. Đây một phần như này là có rất là nhiều. Nó có thế như này là đi các bác buộc là nó sẽ tự bám dần. Nhìn nói chung là cái nó có một cái vẻ đẹp rất là dân dã các bác ạ. Hình số 1 em bán 100. Hình số 2 cũng 100, nên mỗi phần 100 các bác nhé. Phần này chắc cũng phải hơn cân đấy các bác ạ. Hình số 2 100. Tiếp theo hình số 3 này cũng 100 này. Đây có rễ như này hết rồi các bác nhé. Đi các bác chỉ cần leo vào thôi.
Tiếp theo hình số 4 em có một cái phần hoàng thảo đùi gà tròn hoa đột biến trắng này. Cái nở hoa cũng được một tháng rồi, gần tàn rồi nên là nó cũng được đẹp, chứ lúc nở hoa vừa nở nó vừa hé ra nó đẹp lắm các bác ạ. Đây, mặt hoa của nó là có một chút phớt hồng ở họng, trắng tinh. Một cái phần này thì mầm gốc đang lên, đẹp chưa các bác? Mầm gốc đang lên. Tân tơ này. Em bán giá cho các bác nào muốn gọi là làm giống, 800.000 cho cái phần số 4 này. Đùi gà trắng này. Đây là đùi gà tròn hoa trắng các bác nhá. Đây chuẩn hàng rừng luôn, các bác nhìn cái thân là biết rồi. Thân của nó này. Tiếp theo hình số 5 em có một cái phần một cái ngọn này. Ngọn này là lá kẻ dọc. Đây. Đây các bác ạ. Đây, nhìn rất là rõ luôn các bác nhá. Kẻ dọc này. Đây, cái kẻ vàng này này. Đó. Cái dòng lá kẻ vàng này thì nó rất là hiếm. Không có nhiều, thỉnh thoảng lâu quá lâu rồi em không được một cái ngọn cáo nào kẻ dọc như này. Đây. Mấy cái lá này đều thấy rõ hết này. Đây, cây càng khỏe thì nó càng thấy rõ các bác nhá. Bây giờ nếu mà trồng lên khoảng năm sau nó sẽ kẻ nó đậm hơn. Em có một cái duy nhất các ngọn này và có hai ngọn lá xếp thì có thể trồng được một chậu này. Đây các bác ạ. Lá xếp là trồng được một chậu. Hàng hơi ướt để khô em mới gửi cho các bác nhé. Ba ngọn này thì em bán giá 1 triệu đồng. Nên các bác nào có thiện chí mua thì chuyển khoản cho em các bác nhé. Cái phần này. Tiếp theo em có một cái khúc nguyên bản này, hình số 6. Đây. Cái khúc này nó bám cả rêu rừng nữa, nhìn nó rất là dân dã luôn các bác nhá. Em bán 150.000, có hai ngọn dáng hương đôi cáo. Nó xếp lưng các bác ạ. Tiếp theo là hình số 7 này, em bán 350.000. Là có bao nhiêu ngọn nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang có ngồng hoa luôn các bác nhá. Đây, ngồng hoa đang lên. Rất là nhiều ngồng hoa. Đây, khúc này khá là to đẹp các bác nhá. Đây, em cầm như vậy thì các bác hình dung là các bác biết rồi. Đây, rất là đẹp. Hình số 7 em bán 350.000. Có 3, 4 vòi hoa gì đấy các bác ạ. Đây. Tiếp theo hình số 8 này, em có một cái dề kiếm lô hội, hai dề luôn các bác ạ, 150.000. Đây, đang có vòi hoa này, đẹp quá các bác ạ. Hoa đỏ luôn, hai màu các bác nhé, đỏ và vàng. Đây, sai hoa quá các bác ơi, cực kỳ sai hoa luôn. Dề này thì cũng có ngồng hoa luôn này. Cái này là vừa lên này các bác nhá. Cái ngồng này vừa lên là đi sẽ được chơi luôn. Còn cái ngồng này thì lên hơi quá rồi. Đây, hình số 8 có hai dề rất là đẹp. Em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 10. Không có hình số 9 em lại ghi nhầm rồi. Đây. 150.000, mặt hoa rất là đẹp. Em thấy cái dề này mặt hoa đây các bác. Đây, mặt hoa đỏ này. Múi vàng, cánh đỏ trắng các bác nhé, cánh bầu khá là bầu đẹp, đây. Có hai dề luôn, đây, dề bên này nữa này, à ba dề chứ, có ba dề các bác nhé, đều có hoa cả rồi. Đây là hình số 10 em bán là 150.000. Tiếp theo là hình số 11 này, một cái bụi là phải gọi là siêu to khổng lồ luôn. Cái bụi này bản lá rất là to các bác nhá. Đây. Đây các bác ạ. Bản lá đây, to bằng hơn hai ngón tay của em, ba ngón luôn các bác ạ, cái lá to nhất. Cái bụi này là các bác đi để trấn vườn là thôi rồi. Sẽ rất là đẹp, xanh vườn. Đây là hình số 11 các bác nhé.
Em bán là 500.000 này, cho hình số 11 này. Ngồng hoa đang lên này. Wow. Thế là sao ngồng nó trắng đấy nhỉ. May mắn lại được cái kiếm trắng đấy các bác ạ. Ngồng hoa nó lên. Bụi này quá là đẹp các bác ạ. Bản lá to với lại cây nó đang có ngồng hoa xanh mơn mởn luôn. Quá khủng, em bán là 500.000 cho hình 11. Tiếp theo hình số 12 này. Đây, bụi này thì bé hơn một xíu nhưng mà cây nó lại đều hơn. Em bán là 500.000 cho hình số 12. Mặt hoa đây các bác ạ, cực kỳ sai hoa. Wow, cái này hoa đậm quá này bụi này. Hoa màu đỏ rất là đậm. Đây các bác ạ, đây, hoa đây. Đấy, đẹp chưa? Rất là sai hoa nhé, ngồng hoa có rất là nhiều. Và bụi to đều, giá cả hợp lý. Đây, khủng đẹp luôn. Em quay xa cho các bác có thể hình dung ra này. Đây, hai cái bụi này nó cũng sàn sàn như nhau cả thôi các bác nhé. Hình số 12 này em cũng bán là 500.000. Rồi ok, em xin tạm dừng video tại đây. Em xin chào các bác nhé. Các bác mua hàng của em thì gọi trực tiếp cho em ạ. Em xin chào các bác.